Trung Quốc ngày 18 tháng 12 tuyên bố mạnh mẽ phản đối việc Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để can thiệp vào sự hợp tác thông thường giữa các hoạt động kinh doanh sau khi Reuters loan tin chính quyền Trump đang có kế hoạch giới hạn xuất khẩu công nghệ tinh vi sang những nơi như Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cảnh sảng khẳng định việc giới hạn này sẽ không cản trở được sự cải tiến hoặc sự phát triển của Trung Quốc. Theo một tài liệu Reuters nhìn thấy được, Bộ Thương mại Mỹ đang đúc kết 5 quy định đối với các sản phẩm như máy tính lượng tử và công nghệ in 3D mà một đạo luật năm 2018 đã quy định phải giữ cho các công nghệ nhạy cảm không được rơi vào tay các cường quốc đối thủ. Các quy định này sẽ được đệ trình lên các cơ quan quốc tế cho chấp thuận để có thể được thực thi ở cả Hoa Kỳ lẫn nước ngoài.